đưa xe cho mấy cô con gái để thi bằng lái là một tội ác. Cũng may là ông thầy và cô gái mạng lớn nên chiếc xe dù có đứng thăng bằng trên cái mui và thân xe đã bị nát nhưng hai người vẫn bình an vô sự. Chỉ là đổ đèo chân thắng không đạp cổ lại đạp nhầm chân ga nên mới có tình huống như thế này, chứ mà đạp xuống vực thì xác định rằm nào cũng về ăn chuối nguyên này.